Mình là Linh Đan. Xin chào các bạn. Hôm nay Linh Đan và mẹ sẽ tiếp tục học cùng Linh Đan với một cuốn Eon khác, đó là Chào buổi sáng tốt lành. Chúng ta sẽ cùng khám phá xem những bạn nào cùng thức dậy và có buổi sáng tốt lành với Linh Đan ngày hôm nay nhé. Linh Đan ơi, hôm nay hai mẹ con mình sẽ đọc cuốn Eon Chào buổi sáng tốt lành. Con gái và mẹ sẽ cùng khám phá xem chúng ta sẽ gặp những bạn nào trong cuốn sách này nhé. Mình cùng xem trang đầu tiên nào con. Sáng rồi, dậy rồi các bạn ơi. Xà Lách vươn vai một cái rõ to. Wow, bạn Xà Lách dậy rồi đấy Linh Đan ạ. Và Tình Hẳn, chào buổi sáng tốt lành Linh Đan nhé. Bạn Xà Lách chào Linh Đan này. Chào Linh Đan buổi sáng tốt lành nha. Sáng rồi, dậy thôi các bạn ơi. Đồng hồ và Xà Lách gọi bạn cà chua đấy. Cà chua lăn qua lăn lại một lúc chẳng muốn dậy tí nào. Ôi bạn cà chua hư quá, buổi sáng rồi mà chưa dậy. Mình xem bạn cà chua có dậy không nhé. Nhưng ơi, bạn ấy cũng đã mở mắt. Bạn cà chua chào Linh Đan buổi sáng nha. Linh Đan cũng thích bạn cà chua đấy, vì bạn cà chua có màu đỏ. Sáng rồi, dậy thôi các bạn ơi. Cà chua, đồng hồ và Xà Lách đi gọi bạn dưa chuột dậy đấy. Ôi, nhưng dưa chuột vẫn khư khư cái chân, nghe chừng vẫn đang ngủ say giấc lắm. Mình xem bạn dưa chuột sẽ dậy hay là ngủ tiếp nhé. Đùa đấy, tớ dậy rồi. Chào buổi sáng tốt lành Linh Đan nhé. Cuối cùng bạn dưa chuột cũng dậy rồi đấy. Bạn dưa chuột chào Linh Đan buổi sáng tốt lành đấy. Cơm muối trắng mát. Ôi trời, cơm muối cho mình học tiếp. Trời, trắng ơi. Bạn dưa chuột chào Linh Đan buổi sáng tốt lành này. Chào Linh Đan nhé. Sáng rồi, dậy thôi các bạn ơi. Dưa chuột, cà chua, đồng hồ và Xà Lách cùng đi gọi bạn Ngư Bàng dậy đấy. Mình xem bạn Ngư Bàng có dậy không nhé. Ngư Bàng đã ngồi dậy nhưng có vẻ vẫn còn lơ mơ lắm. Bạn Ngư Bàng đấy vẫn còn lơ mơ lắm, không biết là có dậy không đây. Mình xem nhé, bạn Ngư Bàng có dậy không? Đùa đấy, tớ dậy rồi. Tớ cũng dậy giống các bạn rồi đấy. Tớ cũng là một em bé ngoan mà. Mình xem tiếp nào. Sáng rồi, dậy thôi các bạn ơi. Dưa chuột, Ngư Bàng, cà chua, đồng hồ và Xà Lách cùng nhau đi gọi bạn Bí Ngô dậy đấy. Bí Ngô vẫn nằm im, không nhúc nhích. Ui, bạn Bí Ngô như thế này liệu có dậy không nhỉ? Không biết được nữa, chúng ta cùng đón xem tiếp theo nhé. Cho tớ ngủ thêm lát nữa đi. Chà, nếu cậu đã nói thế thì bạn Bí Ngô, xem bạn Bí Ngô bị các bạn làm gì nhé. Chua, dưa chuột và đồng hồ cả Ngư Bàng nữa đã ra cù li bạn Bí Ngô đấy. Thế là bạn Bí Ngô phải tỉnh dậy rồi. Chào buổi sáng Linh Đan nhé. Dưa chuột, cà chua, Bí Ngô, Ngư Bàng và đồng hồ cùng Xà Lách chào Linh Đan buổi sáng. Chúc Linh Đan một buổi sáng tốt lành nhé. Chúc Linh Đan buổi sáng tốt lành nha. Linh Đan ơi, mẹ con mình đã hoàn thành xong cuốn Chào buổi sáng tốt lành rồi. Linh Đan của mẹ rất là thích câu chuyện này đúng không? Con thích đúng không? Mỗi buổi sáng dậy mẹ đều đọc cho Linh Đan Eon Chào buổi sáng tốt lành, để cho Linh Đan thấy được tinh thần của một buổi sáng là phải dậy ngay và vươn vai thật sảng khoái, để chúng ta có một ngày mới thật là vui tươi đúng không? Linh Đan thích như vậy đúng không? Con cùng chào các bạn đi. Mẹ con mình sẽ gặp các bạn trong những cái clip tiếp theo nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha.